Học sinh thân mến, tiếp theo cô sẽ dạy cái chuyên đề là hình nón, hình tròn, hình trụ, hình nón, hình cầu nhé bạn. Những cái bài tập này là dùng để làm câu trắc nghiệm nhé bạn, khoảng 5 câu trắc nghiệm là được 1 điểm nhé bạn. Những cái bạn phải học thuộc các công thức này nhé bạn ơi. Rồi giờ chúng ta làm câu số 1. Diện tích hình tròn có bán kính đầu tiên là từ câu số 1, từ câu số 1 đến câu số 8 là chủ đề hình tròn nhé bạn. Rồi câu 1 với câu 8 là hình tròn, liên quan đến hình tròn. Còn câu số 9, số 10 là hình trụ, 11, 12 là hình cầu, hình cầu với mặt cầu nhé bạn. Câu 11, 12, 13, 14 là hình mặt cầu với hình cầu. Câu 15, 16, 17 là hình nón nhé bạn. Hình trụ là chỉ có hai câu 9, 10 thôi. Như vậy là từ câu 1 đến câu 8 là hình tròn, liên quan đến hình tròn nhé bạn. Từ câu 1 đến câu 8 là hình tròn. Rồi bây giờ diện tích hình tròn có bán kính 2cm là vậy, bán kính 2cm nè, diện tích hình tròn tính theo công thức này là pi nhân r bình bằng pi nhân r bình và r lần 2 bằng 2 nữa bạn. Đó, 2 mũ 2 là 2 nhân 2 là 4. 2 nhân 2 là 4, pi giữ nguyên, đơn vị là cm vuông. Còn nếu như đề bài yêu cầu đổi pi ra, đó, tính pi ra luôn. Thế bạn lấy pi là lấy 4 nhân cho pi là 3,14, bấm dấu bằng. Bấm cái phím này. Nhớ bạn ra được là 12,56 ha. Nếu như mình đề bài không có cho yêu cầu tính pi luôn, nghĩa là đáp án không có chứa pi nhé bạn ha. Rồi diện tích hình tròn có đường kính, ở đây là bán kính nha các bạn, bán kính là r. Còn đề bài cho đường kính. Đường kính thì mấy bạn phải tính ra bán kính. Đường kính là bằng 6. Đường kính bằng 6 thì bán kính là chia đôi, lấy 6 chia 2 ra 3. Đường kính bằng 6 thì bán kính lấy 6 chia 2 được 3 nha các bạn. Nếu đề bài cho bán kính là r mình tính luôn. Nếu cho đường kính thì phải tính ra bán kính ha. Thì diện tích hình tròn nè, pi nhân với r mình là 3 mình. 3 nhân 3 là 9. Pi đề cm vuông. Đó. Nếu đề bài yêu cầu ra đáp án mà không có chứa pi thì mình lấy 9 nhân 3.14, bấm dấu bằng. Sẽ ra được 28,26. Rồi đó là hình tròn về chu vi hình tròn. Hai đề bài cho tính, nếu tính chu vi hình tròn hay là độ dài đường tròn, hai cái câu này là một nhé bạn. Nếu đề bài yêu cầu tính chu vi hình tròn hay độ dài đường tròn, hai cái câu này là một nhé bạn. Ha. Cái này là một. Có bán kính là r. C bằng 2πr. C bằng 2πr là chu vi hình tròn hay còn gọi là độ dài đường tròn. 2 nhân pi nhân r là 5. Đó. Có thể mình bấm máy tính này vô luôn cũng được nữa các bạn. 2 nè. Nhân nè, pi là bấm shift, bấm phím này. Nhân 5. Bấm nhớ bằng. Để ra được là 10 pi nhé bạn. 10 pi. Đơn vị là sang mét. Nếu như đề bài đáp án ABCD mà không chứa pi thì mình lấy 10 nhân 3.14 đổi ra 31,4 nhé bạn. Nếu đáp án mà không chứa pi thì mình lấy 10 nhân 3.14. Chu vi hình tròn hay còn gọi là độ dài đường tròn có đường kính. Đường kính có đường kính với bạn phải tính bán kính ha. Nếu đề bài cho đường kính thì phải tính bán kính nhé bạn. Cho bán kính thì thôi, cho bán kính lại r tính ra luôn. Còn nếu đề bài cho đường kính, đường kính thì phải tính ra bán kính nhé bạn. Vậy là bán kính 6 chia 2 được 3 nè. Vậy là 2 nhân pi nhân 3. Đó. 2 nè. Pi là shift nè. Pi nè nhân 3 bằng 6 pi. Mà đề bài nếu muốn đổi không có chứa pi thì mấy bạn lấy 6 nhân 3.14. Bấm dấu bằng. Đó. Vậy đây là bằng 6 pi. Đơn vị là dm. Đó. Bán kính đơn vị gì? cm thì độ dài đường tròn của đơn vị đó. Đây dm thì đây dm. Đây dm thì đây dm vuông. Đây cm thì đây cm vuông. Trên đường tròn bán kính 2 cm, độ dài của một cung 60 độ là. Vậy qua câu số 5 là mình tính độ dài cung. Nhớ bạn, tính độ dài của một cung. Độ dài một cung các bạn
chứ phải độ dài cung đó, độ dài một cung 60 độ. Vậy trên một đường tròn bán kính 2 cm, bán kính 2 cm là R bằng 2 cm nè, R bằng 22 cm, cung 60 độ, cung 60 độ có nghĩa là mình ký hiệu chữ N, 2N bằng 60 độ, cung 60 độ, cung 60 độ có nghĩa là số đo của cung nó bằng 60 độ đó bạn, số đo của cung nó 60 độ, vậy N bằng 60 độ. Và độ dài cung được tính theo công thức này nữa bạn, B, R là 2, N là 60, chia cho 180. Cái này mấy bạn khỏi ghi độ cũng được nhé bạn, để bằng bấm máy tính nè, bấm phân số, bấm bi ship 2 nhân 2 nhân 60 chia cho 180 bằng là 2/3 bi. Đơn vị đây, bán kính đơn vị cm. Nếu đề bài yêu cầu làm tròn, không làm tròn thì mình lấy 2/3 nhân cho 3.14, bấm dấu bằng, chuyển qua số phần là 2.09, như vậy là xấp xỉ là 2.1 nhé bạn. Đó. Còn cái câu hỏi này nữa bạn, nó tương ứng với câu hỏi này, đề bài có thể hỏi câu hỏi này hoặc là câu hỏi này cũng được các bạn. Hai người ta hỏi trên đường tròn bán kính 2 cm, độ dài của một cung 60 độ là, thì người ta nói độ dài cung 60 độ của một đường tròn có bán kính là 2 cm là. Thì hai câu hỏi này là tương đương nhau nha các bạn nha. Hoặc là người ta có thể hỏi câu hỏi này, hoặc là có thể hỏi câu hỏi này, cách làm như nhau. Câu số 6, trên đường tròn bán kính 4 cm, trên đường tròn bán kính 4 cm, độ dài của một cung 60 độ là. Về đề bài cho đường kính nè, thì các bạn tính theo bán kính bằng cách lấy 4 chia 2 ra, đường kính là 4 thì bán kính là 2, 4 chia 2, số đo cung là 60 độ N. Nhiều mấy bạn làm giống y hình trên này các bạn ha, thấy vô y hình trên này luôn đó. Lưu ý là đề bài cho bán kính thì mình tính luôn, còn nếu như cho đường kính thì mình phải tính ra bán kính nha các bạn. Diện tích hình quạt tròn có bán kính 6 cm, số đo cung 36 độ là. Như vậy là bán kính là 6 cm, số đo cung 36 độ nhớ bạn. Đề bài yêu cầu tính diện tích hình quạt tròn đó, diện tích hình quạt tròn bi nè nhân r bình là 6 bình nè, nhân n là 36 nè. Mình khỏi ghi độ cũng được, có thể ghi độ đây cũng được, nhưng mà 360 độ mới ghi độ, còn không thì khỏi ghi cũng được luôn. Để bằng bấm máy tính nè, bi nhân R bình là 6 bình nhân 36 chia 360 bằng 18/5 bi. 18/5 bi. Nếu như đề bài yêu cầu làm tròn đến chữ số phân thứ nhất hoặc là làm tròn gì đó thì không có chữ bi á, thì mình lấy 18/5 nhân bi bằng, xin lỗi các bạn, nhân 3.14 bằng, bấm phím này, nói như vậy là xấp xỉ là 11.3 ha các bạn, xấp xỉ 11.3. Để đơn vị là cm vuông này, bán kính là cm thì đây là cm vuông. Diện tích hình quạt tròn có bán kính 6 cm và độ dài cung 4 cm là. Nghĩa là diện tích hình quạt tròn trong câu số 7, số 8 đều tính diện tích hình quạt tròn hết nhớ bạn, câu số 7, số 8 đều tính diện tích hình quạt tròn hết. Nhưng mà công thức tính diện tích hình quạt tròn nó có hai công thức tính. Công thức thứ nhất, nếu như đề bài cho số đo cung thì bạn tính hai công thức này, nếu đề bài cho độ dài cung thì bạn tính hai công thức này nhớ bạn. Độ dài cung có bán kính là 6 cm nè, độ dài cung là ký hiệu chữ L, L là 4 nè, độ dài cung là L nè, là 4 nè, bán kính là 6 nè, chia 2 này, 4 x 6 là 24, chia 2 là 12, đơn vị là cm vuông. Có nghĩa là diện tích hình quạt tròn có hai công thức tính, nếu đề bài cho biết số đo cung thì tính hai công thức này, nếu đề bài cho biết độ dài cung thì tính hai công thức này nhớ bạn. Tiếp theo câu số 9, hình trụ
hình trụ của bán kính 6 cm, hình trụ của bán kính 6 cm, bán kính đáy đó bạn, R là bằng 6 nè cm, và chiều cao H bằng 12 cm. Đó, tính diện tích xung quanh, diện tích xung quanh này lấy 2 nhân bi nhân R, R là 6 nè, nhân H là 12. Đó, mấy bạn bấm cái tính này ra được là 144 bi đơn vị sao mét vuông. Đó, hệ tích của hình trụ, hệ tích của hình trụ tính theo công thức này, bi nhân R bình, R bình là 6 bình nè bạn, nhân H, H là chiều cao là 12. Như vậy mấy bạn bấm cái tính ra sao bi nhân cho 6 bình nhân 12 xếp bi nhân 6 bình nhân 12 bằng 432 bi. 432 bi sao mét vuông. Đó, còn nếu đề bài cho biết đường kính, đường kính là 12 thì mấy bạn tính ra bán kính, nhớ bạn là bằng 6 và H là bằng 12. Rồi mấy bạn làm tương giống y hình trên câu số 9, nhớ bạn. Nếu đề bài cho bán kính thì mình tính luôn, còn nếu như cho đường kính thì mấy bạn phải tính ra bán kính. H, R bằng 6 nè, H là 12, giống y hình câu trên câu số 10, câu số 9. Mấy bạn làm tương tự nhớ bạn. Đấy, câu số 11, diện tích mặt cầu bán kính 2 cm là. Đó, thì câu muốn tính diện tích mặt cầu nè các bạn, thì mình thấy vô 4 nhân bi nhân với bán kính là 2 bình, bán kính tính ra là 16 bi, đơn vị là cm vuông. Còn diện tích mặt cầu có đường kính là 4, nếu đường kính cho đường kính thì các bạn phải tính ra bán kính ha, lấy 4 chia 2. Rồi mình thấy vô giống y hình trên câu này ha, bán kính là 2 nè các bạn, bán kính là 2 thì các bạn thấy vô y hình trên này, cho nên cô không có làm được kết quả nữa. Hệ tích hình cầu có bán kính 6 dm, đây hệ tích hình cầu là công thức này là bằng 4/3 nhân bi nhân R cũng 3 là 6/3. Rồi bạn có biết tính ra 4/3 bi bi nhân 6/3. Bấm phím này nè các bạn. 6/3 bằng 288 bi. 288 bi. Đơn vị decimet khối. Đó. Còn nếu như đề bài cho đường kính thì các bạn phải tính ra bán kính. Không, đường kính là 12 các bạn.